Kính chào tất cả anh em đến với kênh Review Audio. Như thường lệ vào 18 giờ tối hàng ngày thì em lại lên sóng review những món đồ audio cổ tuyển chọn được giới thiệu một cách chi tiết nhất, test đầy đủ tính năng. Các bác ghé thăm kênh không quên cho em xin nút like và đăng ký kênh. Em luôn biết ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay em giới thiệu đến cho mình một chiếc radio rất là quen thuộc ở trên kênh. Đây là một trong những dòng radio được bán chạy nhất trên kênh, được yêu thích nhất trên kênh. Có thể nói là máy về đến đâu là hết hàng đến đấy. Và cũng rất là khó khăn, thỉnh thoảng cũng mới có một chiếc thôi. Hôm nay thì em về tiếp được một chiếc, chỉ có một chiếc và máy trong tình trạng là mới tinh, rất rất đẹp. Đương nhiên rồi, vì hàng ở trên Review Audio, em chỉ tuyển chọn bán hàng đẹp thôi. Nếu các bác đã theo dõi em trong nhiều năm qua thì các bác biết rồi. Chắc chắn những chiếc được giới thiệu trên Review Audio là những hàng được tuyển chọn rất là kỹ càng, đẹp mắt và bao zin. Đây là chiếc đài Nationa Panasonic đến từ một cái model mà rất là quen thuộc, đó là 858 cả nhà nha. Máy thì có thể nói là full nhôm mặt trước này nha, full nhôm hết. Dòng này thì cực kỳ cao cấp về chất lượng, cầm lên là nặng trịch luôn, phải nói là đúng chất nồi đồng cối đá. Các bác nặng lên thì các bác sẽ thấy cảm thấy rất là ngỡ ngàng, máy nặng như một cục sắt. Dòng này thì rất là cao cấp, em đã từng review nhiều lần lắm rồi. Em chia sẻ rất là nhiều lần và em luôn nói rằng đây là một trong những chiếc radio có thể nói là cao cấp nhất dòng đĩa bàn và rất là đáng để chúng ta sở hữu trong bộ sưu tập của chúng mình. Rồi, chiếc radio này thì có size chiều ngang khoảng độ 30 phân ha, hay 28 phân, chiều cao khoảng 15 phân gì đó. Máy đĩa bàn tuyệt đẹp và có 3 băng tần. Mặt gió sóng sắc nét, hiển thị rất là rõ ràng. 3 băng tần là SV kép, MV kép và sóng FM. Đây là phần này là phần phay nhôm trắng này. Bên này cũng là nhôm nhưng được sơn đen. Bên này phần lưới loa. Này, em sẽ chi tiết hơn, cả nhà có thể nhìn thấy rõ từng hạt bụi. Máy thì không còn gì mà chê. Đẹp lung linh từ trong ra ngoài. Cam kết với các bác là hàng Nhật về chưa dùng tại Việt Nam. Zin đét đẹp đẹp. Đầy đủ phụ kiện này. Có cả cục này là cục hẹn giờ. Đấy, để là made in Japan luôn ha. Hẹn giờ được tối đa là tới con này hẹn giờ được tới 60 phút này cả nhà. 60 phút ha. Các cạnh bên hông là đều phay nhôm này. Phay nhôm sáng choang. Tình trạng chiếc này là mới lắm luôn đấy, hàng cổ như vậy là phải nói là nó quá mới luôn. Này phay nhôm cả nhà này. Núm nước là sáng choang luôn. Các bác ngắm bên ngoài các bác chắc chắn các bác sẽ cực kỳ mê, em đảm bảo các bác sẽ mê lắm. Nó lại còn có một cái phần bao da, chính xác da này nó được làm bằng loại cao su, nó mềm và nó cực kỳ chắc chắn. Loại bao này em vô cùng thích, nó sẽ bền đẹp mãi cùng với thời gian. Còn mấy cái loại da khác ấy, thường sau một thời gian nó hay bị bong chóc, hay bị rách, bị cứng, bị khô, rất nhiều vấn đề. Nhưng mà bao da này thì em bao cho các bác dùng mấy chục năm nữa cũng chẳng có vấn đề gì. Nó chạy qua mấy chục năm rồi nhưng mà nó vẫn cứ như mới thôi. Này cả nhà thấy này, loại bao da cao su nha cả nhà. Ở trên bao da cũng có dập luôn cái chữ Made in Japan này. Mới cứng luôn. Xuất sắc là bao da này thì nó bảo vệ máy cực tốt và bao da này nó rất là bền nha cả nhà. Rất là bền. Chiếc radio này thì không cần phải trình bày giới thiệu thêm. Nói chung là em rất là yêu thích cái dòng radio này. Cá nhân em đánh giá rất là cao. Đấy, tôi là lắp cái phần cục hẹn giờ vào nhá. Rất là thuận lợi cho những bác mà nghe đài buổi tối. Chúng ta để đầu giường chẳng hạn mà chúng ta quên thì máy sẽ tự tắt, rất là tiện lợi ha. Anten zin này. Chắc chắn là zin rồi, zin hết ha, mới cứng. Ở đây chúng ta thấy có nút nguồn này. Một số nút điều chỉnh cho phần AM FM này, lau nớt, có cả lau nớt luôn này. Điều chỉnh cho phần vu này. Cần gạt cho chỉnh 3 băng tần AM FM này và SV kép này. Chỉnh tông bắt chép này, volume âm lượng lớn nhỏ này. Ở đây có nút đèn này cả nhà, có đèn luôn nhá. Rồi, bây giờ thì có lẽ rằng là em sẽ test chất âm cho cả nhà mình cùng trải nghiệm thôi. Có một chiếc duy nhất về lần này. Máy không đẹp, không hay, không lấy tiền. Nói như vậy để các bác biết rằng là nếu các bác mà chưa từng mua chiếc này thì các bác cứ thử sở hữu một lần để chúng ta cảm nhận được cái chất lượng mà khó có một con đài nào có thể so sánh được, thật lòng là như vậy. Rồi, em sẽ mở phần AM trước này. Sóng AM ở giữa này, bật nguồn này. Của một doanh nghiệp chuyên cung cấp giống heo rừng, hỗ trợ kỹ thuật nuôi và bao tiêu đầu ra.
Ông quyết định sẽ đầu tư nuôi loài vật này. Quê ở Cà Mau, ông truyện buôn ba nhiều nơi trước khi về định cư lập nghiệp ở xã An Trạch A. Ban đầu, gia cảnh ông truyện rất khó khăn, quanh năm làm thuê làm mướn cũng chẳng đủ ăn, đủ mặc. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ vì phải suy nghĩ tìm cách thoát nghèo. Ông truyện dây mượn người thân đầu tư chiếc smartphone về lướt mạng tìm hiểu cách làm giàu. Sau nhiều lần bàn bạc với gia đình, ông truyện quyết tâm lặn lội từ Bạc Liêu lên Đồng Tháp, tìm trang trại nuôi heo rừng để tham quan học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi. Nhận thấy việc nuôi heo rừng không quá khó, ông truyện đã mạnh dạn chi mượn người thân, bạn bè cả 100 triệu đồng để đầu tư xây dựng chuồng trại. Volume này tiếng cực hay, phải nói là hay lắm luôn rồi cả nhà. Sau thời gian tìm hiểu thông tin trên mạng, một lần nữa ông truyện lại làm lớn khi vay mượn tiền của người thân bạn bè để đầu tư. 6A em, nhưng mà phải nói quá nét luôn, nét căng. Đồng. Đến nay sau gần 3 năm thả nuôi đàn heo của ông truyện đã bắt đầu được cảnh giá cao, mua bảo đảm đều thiết kế dấu điều niệm để thu hút du khách đến đón dấu siêu tầm. Cái này là đài Trung Quốc nha. Công nghệ hiện đại như VR, AR, mạng internet để đa dạng hóa hình thức trưng bày hiện vật của bảo tàng. Kỹ thuật chăm sóc kèm với các điều khoản như bao tiêu sản phẩm đầu ra, hỗ trợ thiệt hại 1:1 đối với con giống ở tháng đầu tiên, và hỗ trợ quàng 50% vốn nếu như heo nuôi xảy ra dịch bệnh, nên tôi cũng an tâm hơn. Từ lúc nuôi đến nay, công ty luôn hỗ trợ nhiệt tình về kỹ thuật. Khi có heo xuất bán, mình liên hệ là họ đến thu mua. Em chuyển qua phần FM này. FM ở cả nhà này. FM. Comparing all the girls who are killing it, but we figured you out. We all know now, we all got crowns. You need to come down. Oh, 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 oh. Là cán bộ của các cái đơn vị cung ứng các cái dịch vụ thiết yếu, chẳng như sự điện lực này, rồi thì đơn vị cung cấp nước này, rồi thì ngân hàng này. Rất rất nhiều những cái hình thức đó, thậm chí là tiếng hay lắm. Tiếng mà nó là quá xuất sắc luôn cả nhà. Bây giờ em mở cái phần nắp pin cho cả nhà xem nhá. Máy dùng 3 cục pin chung này. Đây, 3 cục pin chung. Đây, mặt phía sau này. Tất cả nó mới cứng hết rồi cả nhà. RF858. Đấy, chạy 8 chân chi to nha cả nhà. Made in Japan. Mặt phía sau này mới cứng hết này. Từ ngọn ốc con vít này. Các cái chấu pin là bao mới cho cả nhà nha. Chấu pin là mới lắm. Các bác mua máy em tặng kèm pin luôn. Máy dùng 3 cục pin chung. Rất là tiết kiệm pin. Chúng ta dùng 3 cục pin này cũng khá là lâu hết luôn cả nhà. Đây, các cái chấu pin. Sáng choang, tuyệt đẹp luôn. Một chiếc máy xuất sắc từ trong ra ngoài. Em bao cho bác đẹp mọi góc cạnh luôn. Phải nói là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đấy. Các bác quan tâm thì liên hệ nhá, 0916950595. Cả nhà ghé thăm nhớ cho em xin nút like và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.